mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspidal. Theo thông tin mới nhất thì các trường tại xứ sở lá phong đang thúc giục chính phủ Canada cấp thẻ thường trú nhân cho mọi sinh viên quốc tế đến Canada. Cụ thể, chủ tịch của University of Regina Students Union đã phát biểu với tờ Regina Leader Post rằng nhiều du học sinh không thể tìm được việc trong dịp nghỉ hè hoặc quay về nước. Do đó mà trong tương lai, chính phủ nên có chính sách phù hợp với sinh viên quốc tế hơn. Vị chủ tịch này cũng bày tỏ sự thông cảm đến sinh viên quốc tế ở Canada trong mùa dịch COVID-19. Vậy, những lý do tại sao du học sinh đến Canada lại cần thẻ thường trú? Hiện nay, việc cấp thẻ thường trú cho mọi sinh viên quốc tế đến Canada sẽ mang lại cảm giác an toàn cho du học sinh vì được công nhận như một công dân thực thụ vào thời điểm nhạy cảm này. Trước đây, chỉ một số ít sinh viên quốc tế có thể nhận trợ cấp ứng phó khẩn cấp Canada và trợ cấp ứng phó khẩn cấp dành cho sinh viên quốc tế. Còn số sinh viên quốc tế còn lại thì lại gặp khó khăn do không nhận được hỗ trợ nhiều. Cần phải dừng ngay việc suy nghĩ rằng mọi sinh viên quốc tế đến Canada đều xuất thân từ gia đình giàu có. Rất nhiều trong số đó có điều kiện gia đình không hề dư dả. Chính vì thế mà các sinh viên quốc tế cần được hỗ trợ cần thiết để vượt qua đại dịch này. Và sinh viên quốc tế sẽ nhận thẻ thường trú bằng cách nào? Mọi sinh viên quốc tế đến Canada học tập hiện tại đều được xem là công dân tạm thời tại Canada. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải rời khỏi Canada sau khi tốt nghiệp nếu không có ý định xin work permit hoặc thẻ thường trú. Sau khi tốt nghiệp thì các bạn có thể đăng ký thẻ thường trú nhân. Hầu hết du học sinh sau khi tốt nghiệp đều đăng ký thường trú nhân thông qua chương trình Express Entry hay một số chương trình khác như Canadian Experience Class, Quebec Experience Class và các chương trình đề cử tỉnh bang. Vậy câu hỏi là có nên cho phép sinh viên quốc tế đăng ký xin visa du học, work permit và thẻ thường trú cùng một lúc hay không? Việc đăng ký như thế này sẽ được gọi là đăng ký với mục đích kép và lộ trình này sẽ giúp các bạn sinh viên quốc tế đảm bảo tương lai trong thời gian học tập tại Canada. Hiện tại thì chính phủ Canada vẫn đang xem xét kiến nghị này từ các trường. Trên đây là những thông tin cần thiết về du học Canada và kiến nghị của các trường tại Canada về việc cấp thẻ thường trú cho mọi sinh viên quốc tế đến Canada. Annie hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspidal tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua email info@inspidaledu.com hoặc qua số hotline 0943 556 128. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.